Alo, chào các bạn. Alo, ok, chào các bạn. Mình là Tuân, các bạn đang xem video của mình trên kênh YouTube Kỹ xảo HD, Kỹ xảo điện ảnh HD, rank.vn. Hôm đến với hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp về các phương pháp hiệu chỉnh cơ bản trong 3D Max cho những người mới bắt đầu. Thì ở buổi trước, chúng ta đã nhận được những gì? Mình lướt qua lại một lượt nhé. Thực ra nói nhiều nó không thừa đâu. Thì trước chúng ta đã vào cái công cụ này chọn đúng không? Ok, nhấn Alt W để phóng to màn hình làm việc ra. Làm một cái khối bút cho nó dễ nhìn đúng không? Ok. Đó, đúng là đây chọn đây. Chọn chữ mũi tên này chính là Rotate để di chuyển các đối tượng 3D Max. Ok. Tiếp theo là Rotate để xoay các đối tượng trong 3D Max. Tiếp theo là Selection gì đó để phóng to thu nhỏ các đối tượng theo các chiều mà mình muốn đúng không? Rồi. Tiếp theo đến bảng này là bốc thì các bạn có thể về các bạn có thể tìm hiểu thêm trong cái chỗ mà gọi Standard Preserver là gì, thì ở dẫn xuống dưới thì nó có nhiều mục hơn nữa đó. Ví dụ như mình nhấn vào mục Standard thì nó lại ra những cái khối rất là mới đúng không? Đó, cho Titan này, thực ra khối này thì chả bao giờ dùng đâu, thì đặc trưng của khối này thì nó dùng cho bên gọi là bên thiết kế xây dựng hay là những thiết kế kiểu như người đại loại như thế, dễ như người ta thiết kế như là con ốc, con vip ví dụ thế, người ta sử dụng những cái bảng này thôi, còn mình thì không sử dụng bao giờ cả, bởi vì mình học kiến trúc mà, nên là chỉ đơn giản nó là một khối bốc và lên thôi. Ok, bây giờ trở lại standard, xóa hết đi chứ. Đen đi. Ok, nhớ các bạn nhớ dùng phím tắt nhé, chúng ta không dùng ấn này đâu. Thường thường tôi vẫn dùng như là rotate này, selection này thì là lệnh viết tắt của nó, rotate là r, selection của nó là e kiểu đấy, selection rotate ít khi ấn phím lắm. Thì hôm bây giờ thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sao chép đối tượng trong 3D Max đúng không? Thì ở đây sao chép đối tượng trong 3D Max thì thường gọi là copy đúng không? Thường thường là các bạn vẫn tạo ra một khối bốc như sau. Center chọn bốc, mình lấy một khối như này đúng không? Mình nhấn F để thoát nó đi, và bây giờ mình copy bằng cách nhấn Ctrl C rồi mình không nhầm, xin lỗi, ở đây mình cho về lại, xin lỗi không được, nhấn Ctrl C nhé, ấn Ctrl C là nó sẽ biểu hiện là cái gọi là camera, nghĩa là bạn chọn góc camera mất, thì bây giờ mình nhấn Ctrl V thôi, để nghĩa là Ctrl V chọn copy, ok, ở đây nó ở này nó có hai khối rồi đúng không? Nếu hai khối mà di chuyển ra thì khối thứ hai đó là Ctrl V, không phải nhấn như Ctrl C đâu, như thường thường là các bạn sử dụng Photoshop hay là bất kỳ một cái phần mềm gì khác thì các bạn nhấn Ctrl C xong rồi mới nhấn Ctrl V đúng không? Nhưng ở Mac thì không vậy, nhấn Ctrl C nó sẽ mặt bật, như ví dụ như mình ấn cho các bạn xem nhé, mình để đây mình nhấn Ctrl C thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái bảng, bảng này bảng là gì, khi mình sẽ trở về với lại phối cảnh thì ở đây bạn nhìn thấy một cái này người ta gọi là camera. Camera thì là gì? Camera là camera. Thì ở đây đến buổi được khoảng độ 2 đến 3 bài giảng tiếp theo mình sẽ nói rõ về cái này hơn. Ok. Bây giờ mình đi tiếp về cái này. Đúng không? Nếu các bạn nhỡ nhỡ chẳng may mấy bạn nhấn C camera rồi thì các bạn nhấn phím chữ P cho mình, tức là mặt phối cảnh P, xong rồi nhấn P nhé, chỉ vào cái này, ấn P rồi ấn Z. Đó, thì mình thu nhỏ ra nhìn thấy camera, tích chọn vào nó. Đúng không? Ok, nhấn phím đen. Nhiều người không biết thì camera lúc mình nhấn, ví dụ như mình đang nhấn C này mình quay quay mãi nó cứ như này, mà ấn Ctrl giữ On và giữ giữa quay mãi này, đó là do camera nhá. Ở đây mấy bạn chọn này xong, hay là cái bảng bảng tích vào cái bảng chọn này hiện ra cái camera này, camera một, camera hai này. Đó thì các bạn chọn ok rồi đen nó đi thôi, đen hết đi. Đó, nhớ cái chọn P này, Z nó thu nhỏ ra. Ok rồi, tiếp theo khi copy các bạn để ý thường như mình nhé, cái thao tác copy thì mình nhấn về mặt top hơn đúng không? Ví dụ như thế này, đây là mặt top, đây mặt top là mặt bằng, phone là mặt đứng, đây mặt bên đúng không? Thì ở đây người thì mình đưa về mặt bằng thì không, mình không thu nhỏ màn hình này bao giờ đâu, mình sẽ chỉ là ví dụ như ở màn hình ở đây, đây là phần phối cảnh, nhấn chữ T thì nó tự ấy đúng không? Mình nhấn phím G tắt nó đi, thì như này mình copy sẽ chuẩn hơn này, mình giữ shift đúng không, giữ shift và chỉ cần chụp của mình chop cóp, ví dụ như mình muốn cóp vật cái hình hộp này theo cái cả trục x và y thì mình tích như này mà đưa ra đây thì chọn copy là ok. Thì còn đây ví dụ như trở lại đây,
Trở lại đây mình nhấn như này, mình theo trục x nhé, trục x này, nhưng mà di chuyển sang trục khác là không được đâu, khi mình đã tích chọn một trục x rồi nó chỉ di chuyển sang trục x thôi. Ở đây đây có thể chọn ba bốn đối tượng, ok, nó sẽ copy những cái khoảng này bằng nhau này. À, kể như lúc sáng, kể như lúc bài trước của mình là mình làm ấy, mình làm về copy những viên gạch đúng không, array, thì là cái này nó kiểu kiểu như array, nếu mà copy mà tăng số lượng mà vật thể mình copy lên thì nó kiểu như thế. Ok, về mặt với cả rồi mình sẽ xóa đi nhé. Rồi đây là lệnh copy, nó đơn giản không, nhưng mà nhớ nhớ là cái lệnh đó là rất hay dùng đấy, mình nên nhớ và làm nhiều lần trong một thao tác. Những người lặp lại có số lần lặp lại nhiều nhất là những người giỏi nhất, chứ không phải là những người học nhiều nhất là những người giỏi nhất, phải không? Bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo, đó là phương pháp sao chép bằng lệnh đối xứng qua mặt phẳng gương mirrors. Thì sao, ví dụ ở đây mình có một cái khối, cái xuyến, xuyến ở đây nhìn cùi quá nhỉ, các bạn nhấn vào đây cho mình này. Rồi, nhấn vào đây nhìn con chuột này, quên chưa bật cái ấy lên, đừng đi lên nó để bật lên cho nó rõ hơn một chút về tổng quan. Ví dụ như ở đây, ví dụ như ở đây, ví dụ đây bạn, các bạn tích vào đây, khi các bạn chọn vật thể nhé, nhớ là mình phải chọn cái xuyến này. Nhìn khi mình chọn xuyến này đây, các bạn nhìn cái chọn xuyến này đây, nó là màu đỏ, mình chọn tích vào thì cái viền đường trắng đó muốn bỏ đi, nhớ F3 F4 là mình đã từ đầu nhìn nhấn bè rất là thô đúng không, đó F4 F4 này đó rất là thô. Bây giờ F4 đi, mình nhấn vào cái đây, mình tăng cái độ segment của nó lên cho nó nhẵn lên, rất là nhẵn đẹp rồi, ok. Không thay đổi cái màu đó thì bạn nhìn thấy có bảng, đây có bảng màu này, khi chọn vật thể ở đây gọi là jpot mode, pole mode, thì ở đây tích vào đây, tích cái màu cho nó dễ chịu một chút, nhìn nó không chói lóa. Mặt trời thì nhìn mặt trời mà không chói là hội người mù Việt Nam đúng không? Rồi đến với tiếp theo thì mình nói lại một chút, đó là phương pháp hiệu chỉnh qua mặt phẳng đó, à phương pháp sao chép bằng cách đối xứng qua gương đó. Mình kích chọn vào một vật thể, mình chọn vào cái biểu tượng này trên thanh công cụ, thì ở đây mình chọn cái biểu tượng này, ok. Ok, mình chọn vào đây, mình tích vào cái đấy thì nó hiển thị ra một cái, hiển thị ra một cái bảng ở đây có là mirror sheet đó, còn những cái chỗ này nó là copy thì mình chọn là copy đi. Nếu mà không copy thì nó chỉ đối xứng với vật thể, nó chỉ đối xứng với vật thể thôi nhé. Như trước cái vật thể của mình ở đây thì nó đối xứng, ví dụ như mình sẽ làm nó mới đi một chút. Đây ví dụ như ở đây mình sẽ cho là độ 10 đi. Ok. Đây các bạn nhìn xem. Thì mình đối xứng này. Đó, đối xứng thì chỉ đối xứng ấy thôi, nó lật ngược lại cái xuyến, không copy. Bây giờ các bạn muốn copy, ok. Chọn copy, mình tăng cái đoạn khoảng cách khoảng này lên. Đó. Nhìn rất rõ trên màn hình, đây là để đối xứng ra một vật thể, đây là có khoảng cách cụ thể của nó, đây là copy, còn cái này cũng là copy nhưng mà sau khi mình hiệu chỉnh các đối tượng ở cái này, cái mà bao gốc ban đầu thì những cái mình vừa copy ra thì nó cũng bị ảnh hưởng theo, thì nó insert như là insert vào data hai cái này nó thường thường là mình vẫn dùng copy thôi, ít khi dùng những cái khác lắm. Ok này, xong rồi, đơn giản lắm, các bạn thực hành nhiều nhé, nhớ là chọn vật thể xong bắt đầu các bạn nhấn cái chỗ này cho mình, ok, rồi nó sẽ hiện ra cái bảng đó. Đó, tha hồ mà chơi thôi. Tiếp theo đó là cái mà lệnh mà nó là cũng gọi là sau này là các bạn dùng khá nhiều mà nó cũng khá hay, nhưng khi mình nói thì phải để ý một chút nhá, tại vì cái phần này cho những người mới bắt đầu, là mình trước kia mình học mình thấy hơi nhức đầu một chút về những cái này. Rồi thì mình tắt này đi, quên. À, những cái lúc mà bạn đây mình vừa gặp một cái lỗi mà trước kia mình gặp mình chả biết tại sao, ví dụ như mình tạo một khối bốc như này, bây giờ mình như sau các bạn học ấy thì nó sẽ có một cái gọi là hiệu chỉnh, như là convert sang edit poly nhá, bây mình làm thử thôi nhé, convert sang edit poly sau những mặt này xóa đi không, như thế này đại loại như thế này để tạo ra một không gian bao trong này, Philip để đào mặt nó đi, rồi ok rồi cao. Đó. Này nó thành một không gian để các bạn vẽ đồ nội thất này, ông chụp một cái bức ảnh là ok, nhưng mà nhiều khi cứ ấn mà không được, ví dụ như mình chọn một đối tượng mà mình không hiệu chỉnh được nữa, mình chỉ cho to cho nhỏ thôi, nhưng mà ấn mặt này không ấn được nữa này, bạn thấy không ấn mặt nữa này, sao nhìn cái nút ở bên dưới này, nút ở bên dưới này nó đã bị khóa, cái vật thể này nó bị khóa, mình không thể hiệu chỉnh được nữa, đấy là do các bạn ấn nhầm nút cách. Thì bây giờ mình nhấn vật thể rồi mình nhấn cách lại thì mình có thể chọn được, ok. Thế là mình nói qua, nhớ các bạn bị khóa thì các bạn làm thế cho mình nhé, nhấn lại phím cách, ở đây là dấu khóa vàng ở đây,
Ok, bây giờ mình sẽ tạo một khối bốc mới. Bốc này đi. Rồi, ví dụ như một viên gạch đúng không? Một viên gạch thì bao nhiêu, cao bao nhiêu thì thôi mình chả rõ nữa, học trường nó tồi lắm. Rồi, ok, như thế này. Viên gạch của mình nó sẽ như thế này. Bây giờ mình muốn làm một cái hàng gạch. Mình nhớ làm một hàng gạch, chẳng nhẽ bây giờ các bạn có từng viên gạch một đó. Đây nhé, có từng viên gạch như này. Vậy đúng không? Mình chọn làm. Ok, rồi lại quét bu toàn bộ như này, nó lại quét cho trục Z. Đấy, như này. Đấy, xong rồi cho 3 đi. Nhưng mà khoảng cách như này không đều nhau. Xong rồi cho về mặt L. Đó. Chọn như này. Mặt P rồi di chuyển như này. Anh một hàng gạch cũng hàng gạch cũng được, nhưng mà nhiều khi nó thực ra là không đẹp, nhưng các bạn làm thao tác này vẫn được thôi. Nhưng mà mình có lệnh mới, có cái lệnh mà nó mình có thể làm hay hơn, đó là lệnh array đúng không? Bây giờ mình sẽ để lại khối hộp này, lệnh array để làm này. Bây giờ mình là có khối hộp này rồi nhá, thì mình sẽ vào thúc chọn array. Đây mình sẽ vào thúc rồi chọn array. Được chưa? Nhớ là các bạn phải chọn nhé, chọn cái vật, cái khối hộp, cái khối 3D mà mình vừa tạo ra nhé. Không thì nó không, ấn vào nó sẽ không ấy ở đây đâu, như bình thường ấn vào này được, ở đây nó sẽ báo lỗi như này đúng không? Lỗi thì mình chưa chọn vật để array. Rồi mình chọn vật để array, mình chọn thúc chọn array, nó sẽ hiện lên cái bảng này. Ôi, cái bảng này là một cái bảng khá đau đầu, mình làm nhiều thì mình nhớ thôi, mình chả biết cách nào thích được. Thì ví dụ như bây giờ ở đây, thường thường ở đây cho là cái công cụ đầu tiên, nó cái bảng đầu tiên nó là bảng copy đây đúng không, gồm copy insert. Khi sửa một đối tượng thì tất cả những đối tượng kia đều bị sửa theo đúng không? Ví dụ như mình sẽ copy một cái đối tượng như này. À, đây mình thích chọn vào đây, chọn ok, cái đối tượng này mình chuyển sang exit poly đi, nó giật vào đây exit poly đi. Mình chọn 4 mặt nên mình đen cái này. Đó. Cái này thì cái này không bị hiệu chỉnh đâu. Nhưng mà đối với cái này mình ấy ra, mình tích vào chỗ insert table này, tích vào hiệu chỉnh cái đối tượng này, mình chọn sang edit poly. Chọn 4. Cái này bị lỗi rồi. Đang bị lỗi rồi. Đen đi. Đó. Rồi, cái này nó bị lỗi rồi. Rồi, tiếp theo đi. Làm lại đi. Đến với lệnh array đúng không? Nên mình chọn lại lệnh array. Mình làm tiếp lệnh array đi. Thì ở đây array, cái bảng này là bảng copy như mình vừa mới làm đúng không? Thì mình làm lâu làm rồi quên, chả nhớ nữa. Thì ở đây nó là cái cột này là số lượng, ở đây đó là số lần array. Array lần thứ nhất, array lần thứ hai, array lần thứ ba, đúng không? Tạo ra 3 lần array, đây là 3 lần array. Array đây là số lượng, con là số lượng gạch. Ví dụ như các bạn này, các bạn tích vào 10 thì nó sẽ array ra 10 viên gạch tiếp, đúng không? Tổng cộng sẽ là 10. Ở đây thì cái bảng này chưa sử dụng cái bảng này, cái bảng XYZ này, thì mình sẽ nói rõ hơn một tí này. Cái bảng này nó chỉ sử dụng cho những cái lần array tiếp theo, còn lần array thứ nhất thì mình phải sử dụng ở trên này, mình sử dụng ở trên này này. Ok, thông số này để đẹp mặc định thôi. Thường thường khi xong vào bảng array thì mình sẽ nhấn vào chỗ preview đúng không? Array cái viên gạch đầu tiên mình sẽ array theo trục x trước đúng không? Mình cho kéo dài này thành những một những hàng gạch người ta xây như nào thì mình sẽ array thế đúng không? Hoặc là mình array trục z cũng được, hay trục y cũng được, ok không sao cả, mỗi người một cách thôi. Còn mình thì array trục x trước, mình array trục x thì mình cầm cái mũi tên để mình kéo ra cho những khoảng cách viên gạch nó đều bằng nhau ấy, ok rồi. Xong mình tích vào cái thứ hai này. Đầu tiên là các bạn hiểu chỉnh thứ nhất rồi, đây là chỗ này nó là rotate, bạn nhìn nhé. Quên, mình chưa giải thích, đó là chỗ này, đó là đầu tiên, đó là movie rotate select đúng không? Ba mục movie là di chuyển. Thì ở đây mình vừa array ra 10 viên gạch, thì viên 10 viên gạch nó di chuyển theo trục x mà mình vừa mới ra đúng không? Nó sẽ là 210 mm trên khoảng cách giữa các viên gạch này. Thì ở đây khi mình tích vào rotate, ví dụ như ở đây mình tích vào rotate đây nhé, từ từ đã. Array. Nên ở đây mình tích vào rotate đi.
mình chọn vào mục rotate rồi mình kéo lên nhé. Như rotate thì mình kéo đây, kéo đây là kéo chụp y rồi, bạn nhìn này, rotate 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 đấy, rotate ở đây nó kiểu như là mình gắn như này này, rotate mình xoay theo trục z, mình xoay theo trục y và mình xoay theo trục x đấy. Còn ở trên nếu mà phím này, phím movi đó, mình có thể xoay xoay à di chuyển theo trục z này, di chuyển theo trục y và di chuyển theo trục x. Ở đây thì mình sẽ làm lại một lượt cho các bạn nhé. Thì ở đây nếu mà mình di chuyển theo trục x thì ở đây các bạn nhìn màn hình này, đây di chuyển theo trục x này đó, di chuyển theo x này đúng không, mình cho cái này không đã. Tiếp bây giờ mình sẽ di chuyển theo trục y nhé, đó nhìn thấy chưa, các bạn nhìn chưa, những viên gạch này sẽ giãn theo trục y. Bây giờ mình sẽ giữ trục z đó, mình sẽ giãn trục z này, mình nhìn nó hơi khó đúng không, mình sẽ làm lại, thu nhỏ ra rồi, thu nhỏ ra đó, di chuyển theo trục z, đây nó sẽ di chuyển theo trục z. Quên chưa, chưa nhấn preview nhé, các bạn nhớ nhấn preview biết để trục z này, muốn cả x cả y và z thì ta di chuyển được cả ba thôi, điều chỉnh thôi đúng không. Ok, bây giờ thì một cái cầu thang khá đẹp. Rồi mình cho thông số này một không thôi, mình không thôi. Bây giờ mình sẽ di chuyển cái này theo trục x thôi, à trục x thôi đúng không, mình di chuyển nó ok cho cái khoảng này nó đẹp được. Ok, mình tích vào lần thứ hai, lần thứ hai mình di chuyển thì mình sẽ phải sử dụng cái bảng này, đúng không, cái bảng này nó sẽ gắn liền với những cái bảng này, tức là bảo ở đây cái bảng này của cậu bây giờ, của ở đây cái bảng này ở đây của mình bây giờ nó ra là di chuyển như này không, thì ở đây mình sẽ di chuyển như nào, mình sẽ di chuyển thôi. Nếu mà muốn xoay thiếc thì mình phải tích vào cái bảng này hay là mình check chọn bảng này đúng không. Nên mình sẽ làm thử cho các bạn xem, ví dụ như mình muốn bây giờ mình không muốn những viên gạch như này nữa, thẳng này nữa, bây giờ mình muốn xoay mình kích chọn ở đây, mình sẽ xoay ở đây sẽ chụp gì, bây giờ bạn nhấn xoay đó, viên gạch các bạn cứ thử nhé, cái bảng ở đây này nó có nhiều thứ hay lắm, thì về các bạn cứ thử thôi. Rồi bây giờ xoay này, xoay theo trục y này đó, bây giờ đưa về không, xong lại xoay theo trục x này. Đấy, sau cái mà mình sau này mình nói chắc chắn là các bạn sẽ phải xoay theo trục x hay trục y này, mình để làm sợi xích ý. Làm những cái sợi xích đây, mình làm thử nhé, mình làm thử ví dụ như mình sẽ tạo ra một cái ói, mình tạo ra một hình vuông, nhưng hình vuông này là phải hình vuông 2D đúng không, thì mình chọn vào đây, mình kích vào đây, mình chọn đối tượng 2D, hình vuông là rectangle đúng không, rectangle đây rồi, ok vuông như thế này. Để mình làm sợi xích mà, mình đang thử làm sợi xích nhé. Xong các bạn tích vào đây cho mình, các bạn khi có một hình vuông rectangle ở bảng body, ở bảng này rồi rectangle rồi, thì các bạn vào đây cho mình biểu tượng mà có dấu góc vuông này, ok của nó chính là modify đấy, vào cái thanh modify rồi các bạn tích vào thanh modify, chọn rendering rồi nhấn hai cái đầu Apple để đối tượng này thành đối tượng 3D, từ 2D thành 3D, tức là 3D ảo như buổi trước mình nói đúng không. Thì ở đây mình tích chọn vào cái radian này, tức là cho đối tượng 2D này thành một đối tượng 3D ảo, nhưng mà radian này mang tính chất là ảo, này sẽ là ảo hình tròn, còn nếu các bạn tích vào rectangle thì ở đây sẽ là hình vuông đúng không. Radian đây sẽ là bán kính, size đây sẽ là các đường, đây đây là gọi là kiểu như là tăng segment ấy, để cho nó mịn hơn ấy. Đó thế thôi. Rồi đây mình sẽ tăng lên để làm cho sợi xích đúng không, sợi xích thì nó như thế này. Ok, xích các bạn ở nhà xích chó ấy, thì có những ở Hà Nội này tôi thấy người ta toàn xích gà thôi thì thôi, nhưng mà các bạn làm xích chó cho xích gà cũng được nha. Thì ở đây để làm một sợi xích thì mình sẽ làm trước một mắt xích, đây chính là hình dạng của mắt xích, và những cái góc này trông đẹp đúng không, thì di chuyển dưới này, mình chả nhớ nữa, ở dưới này nó có một cái công cụ mà làm cho mình làm cho ra dễ cái góc, đấy, cái góc, góc này, rồi. Đây, các bạn vào vào cái hộp palen, đầu tiên thì nó không có đâu, đầu tiên thì nó như thế này thôi, đây các bạn vào hộp này cho mình, hộp này là hộp parameter. Parameter đúng không? Vào cái hộp này, tức là làm cho mềm góc này giống một cái xích hơn đúng không? Xích làm gì nó cũng vuông thế đâu, nó không vuông như này đâu đúng không?
mình vào hộp này, mình vào chỗ mục gì phái quỷ gì bây giờ nhỉ, đây mình tích vào đây cho dễ, đây đúng không, mục này đúng không, đây trong bảng đây. Xong rồi mình chọn vào chỗ, mình tăng cái chỗ này lên, vào chỗ Custom Radial đi, đây là cái kích thước của nó rồi, thì mình tăng cái chỗ này lên thì nó sẽ mịn góc liền đấy các bạn nhìn thấy. Đó, nhưng mà đừng tăng quá là sẽ bị lỗi, hình nó chém vào nhau cho nên sẽ bị bắn hình. Mình tăng mức vừa phải thôi đó, thế này sẽ được một cái mắt xích nữa, nhìn nó hay đó, gà đến này thôi. Rồi tiếp theo mình dùng lệnh array, nhưng mà nhiều bạn không thích thì mình cứ giữ shift thôi cũng được, giữ shift xong chọn một cái khoảng đẹp ví dụ như này. Ok, ta sẽ chọn ra nào độ 10 cái đi, thế này đúng không, cho các bạn quét tất cả. Nhưng mà khi các bạn array như này rồi thì mình chọn tất cả rồi array để cho nó xoay xoay đối tượng nó khó. Bây giờ các bạn chỉ chọn một đối tượng thôi, các bạn chọn array cho mình, array đúng không, các bạn chọn đối tượng array rồi như này, các bạn dọn công cụ của mình sẽ là rotate, xoay xoay các bạn nhìn ở màn hình này thì xoay phải xoay trên trục Y đúng không, xoay quanh trục Z thì nó sẽ không được. Đây mình sẽ quay quanh trục Y đây, ví dụ mình tích vào rotate thì mình xoay quanh trục Y nó sẽ như này đó, thì nó sẽ tạo ra một mắt xích đẹp. Thì ở đây mình chọn thúc array nhá, mình xoay quanh trục Y à, mới đầu là mình phải đúng không, mình phải array một cái đoạn dài mắt xích xong mình mới xoay, thì array một đoạn mắt xích thì mình cho 15 để cho nó đẹp, số đẹp đúng không. Bây giờ mình di chuyển theo trục X à, đâu nhỉ, không phải, không, mình di chuyển theo trục X đúng rồi, mình chưa nhấn preview đúng không, bạn nhớ nhấn bật preview cho mình nhé. Ở đây mình di chuyển theo trục X ở đây cho cái mảng này khít khít nhau một tí này thì mai sau mình nó xoay tròn mà. Đợi một tí mình xoay thì các bạn hiểu ngay. Rotate xoay quanh trục X ở đây tiếp. Trục X chú ý nhỉ. X đúng không? Đây các bạn nhìn này. Xoay này. Đó. Ok. Ok, mình bạn những người tích vào ok, và đây sẽ là sản phẩm của bạn sau khi array xong thì nó có một sợi xích thẳng như là cái chỉ này. Đúng không? Như là một cái súng hay là một cái xích này, nó xích rất là vớ vẩn, thẳng tưng này. Không, nhưng mà các bạn làm dần thì nó sẽ xích nó sẽ đẹp hơn, nó giống hơn mình thôi, mình làm nó vội như này nó sẽ xấu đúng không. Đây là cái sợi xích, đây là bài tập của các bạn sau buổi hôm nay nghe giảng sau bài tút của mình. Thì ở đây tiếp theo cái phần array, mình array tiếp theo mình làm một cái tường gạch nữa nhá, lúc sáng thì mình làm qua, bây giờ mình sẽ làm kỹ lại cho các bạn dễ hình dung. Thì ở đây mình sẽ cũng sẽ phải ra khi mới array lần đầu tiên, lần thứ hai các bạn array thì những cái thông số kia nó vẫn còn, thì để mà trở lại ban thông số ban đầu các bạn nhấn chữ reset arrow parameter cho mình đúng không, để cho thông số lại các bạn vẫn preview cho mình, chọn lại chữ copy và ai thay theo trục x cho thông số nhỏ được thôi. Sau các bạn tích vào đối tượng HD đúng không, vào array tiếp theo trục z ở đây mình cho độ 5 hàng, 5 hàng gạch khá ngon đúng không? Năm hàng gạch. Thì bây giờ năm hàng gạch như này rồi, bây giờ mà mình muốn cả một cái hàng nữa thành lửa thì mình array lần thứ ba. Lần thứ ba mình cho năm đi. Năm đi thì mình array lần này sẽ là sao chụp y đi. Đấy, đúng không? Ok thì nó sẽ cả được một cái cả mấy khối như này. Cả một đống tường gạch như này, đúng không? Ok, đó. Thì đây nhìn nó chỉ là những cái viên gạch xếp vào nhau thôi, mình trở lại cái chỗ này cho nó dễ. Đây, mình vào thúc array reset ở đây, chọn 10 đối tượng cho chụp x đúng không? Rồi ok, đối tượng 2D 3 đâu 5 hàng theo chụp Z và theo chụp Z. Ok, thì ở đây mình muốn cho những viên gạch nó so le ấy, thì mình chỉ có cách gọi là mình chọn rồi mình di chuyển những cái đấy thôi, di chuyển như là mình sẽ làm cho bạn xem nhé. Bây giờ mình chọn là hai viên nó so le nhau đúng không, so le mình nhấn là mặt top, ở đây mình cho di chuyển ra tương đối thôi. Còn các bạn làm từng hàng được thì mình lười thì mình làm như này cho nó được luôn, các bạn làm có thể làm từng hàng một cho nó ọt biết gì đó lại loại đó đúng không, tường này nó bị lẫn một viên tức là bị thừa một viên gì đó, mình chọn nhầm đúng không? Ok, có khả năng bị lẫn mấy viên ở đây, chả biết cái của lỡ gì tông môn gì đó.
Kệ đấy, cái mảng tường của mình nó kiểu như này nhá. Bài tập này về các bạn làm mảng tường như mình làm áp tường không? Cái này ứng dụng của Array không chỉ làm tường mà nó còn làm cả ví dụ như là cầu thang hay cầu thang xoắn đúng không? Thì bây giờ các bạn làm như này cho mình. À quên nhỉ. À đây, cầu thang như này các bạn tạo cho mình nhấn vào bốc. Đây trở lại với standard thì mình ở đây mình tạo ra một cái bậc cầu thang đầu tiên muốn ấy thì mình phải có một bậc cầu thang nữa đúng không? Mình như này. Dùng công cụ rotate các bạn nhấn bàn phím nhé, nhấn phím R quá này này. Rồi mình array thôi, nên là này mình array thế nào. Rồi các bạn hôm nay về suy nghĩ và làm cho mình nhé. Array là đầu tiên ở đây mình reset đã này, copy ra. Rồi như này array thì mình array mới đầu là mình sẽ ra thêm cho trục y trước đúng không, để tạo ra một đống hay là một gọi là một dải các bậc liền kề nhau cách khoảng một khoảng nhau một khoảng nhất định. Thì ở đây mình sẽ chọn 10 bậc rồi, ok. Đó là bấm vào preview theo trục y. Trục y đó y như này. Rồi bây giờ mình sẽ x trước theo tiếp theo trục z. Đấy, mình vẫn để đấy, mình không giữ hai đôi 2D thì nó sẽ thành một cái bậc rất là đẹp không? Như ở cái bài đây trên mạng của mình thì các bạn nhìn theo nhìn cái bậc này đây, ví dụ như cái bậc này hay bậc lấy của mình hơi sát thì đây là bậc này đúng không? Đây đó, bậc đấy. Bây giờ làm thiếu gì, thiếu một cái mảng tường đúng không? Các bạn bật về mặt top cho mình, mặt top tức là mặt bằng đấy. Mặt bằng ở đây mình vẽ một khối bốc đúng không? Một khối bốc kéo dài đây, cắt vào đây một chút thôi, kéo dài đây. Tích 3, nhớ các bạn nhớ tích 3 điểm nhé, tích 2 điểm mà không có được đâu. Mới vào ấn vào tích được, mình kéo lên. Đó, cho cả chỗ này thành một cái màu nhìn nó là thật là dễ chịu thôi. Đó, đó, các bạn đã có một cái cầu thang cho ngành kiến trúc rồi, đúng không? Một cầu thang mà thầy Hân đấy. À đây, nói trong video này hơi ngại nhỉ. Đấy, một cái cầu thang khá đẹp đúng không? À, đều nữa. Rất là đẹp, vẽ tay vào giờ mới được này. Rồi. Tiếp theo sẽ đây sẽ là ở đây array xong rồi đó. Thì ở đây mình sẽ tiếp theo nó là phương pháp hiệu chỉnh trọng tâm. Cái hiệu chỉnh trọng tâm này thực ra ấy, nó dùng rất là nhiều đấy. Nhưng mà dùng nhiều khi các bạn dựng những công trình nó mang tính chất ước lượng nhiều. Nó không có nó kiểu như là nó không có độ chính xác nhiều ấy. Nhưng mà có những buổi là mình thấy là nó dùng khá nhiều nên cho mình sẽ hướng dẫn kỹ một chút nhé. Ở đây mình cho vào phương pháp hiệu chỉnh trọng tâm. Rồi. Đây phương pháp hiệu chỉnh trọng tâm. Ok, đâu rồi, tổng môn nó sẽ rồi, phương pháp hiệu chỉnh trọng tâm. Trọng tâm là gì? Ví dụ như mình tạo ra một khối bốc như này. Mình tạo ra một khối cái chỉ một khối cầu này thì cái cầu của nó trọng tâm của nó sẽ là cái trung tâm của cái cầu này, như các bạn nhìn thấy ba trục x x y z đang cắt nhau ở trọng tâm nó, và cái hình vuông này cũng vậy đúng không, hình vuông này cũng vậy, nó đang ở trọng tâm của nó. Thì để mà biết trọng tâm của nó, cái hình ảnh thì đây các bạn nhìn thấy điểm mặt của nó thôi, thì đây là để hiển thị trọng tâm của nó thì các bạn tích vào đây cho mình, tích vào tường Hermochi này, RG cái tích gì đấy đó, tích vào cái biểu tượng này cho mình. Khi tích vào thì nó có cái bảng này, và các bạn quan tâm đến các thông số này cho mình. À, rồi reset đó. Lại lại những mấy cái thứ ở đây cái bảng đầu nó thì ở đây nó là hiện hiện trọng tâm. Reset nghĩa là đưa, nghĩa là bình thường là mình di chuyển đúng không, mình muốn cái trọng tâm mình chọn mình di chuyển mất cái trọng tâm đấy đi chỗ khác, bây giờ mình muốn cái trọng tâm nó lại về lại với cái trọng tâm của hình vuông này thì mình nhấn chữ reset thôi thì nó sẽ trở lại đúng không. Rồi ok thì bây giờ thì hiệu chỉnh trọng tâm thì để làm gì? Hiệu chỉnh trọng tâm để khi bạn muốn array một cái vật gì đó xung quanh một hình tròn, ví dụ như các bạn vẽ cái giếng đó, vẽ cái giếng thì phải dùng lệnh array. Ở đây mình copy ra một viên gạch, Ctrl V, ok, copy ra một viên gạch ở đây, đưa đây đúng không? Bây giờ mình muốn array thì mình phải tích vào cái trọng tâm này, mình di chuyển trọng tâm cái này. Tại vì khi array nó array xung quanh trọng tâm mà. Đây nhá, ở đây mình sẽ làm tạm một cái vành giếng. Đúng không? Mình di chuyển đây. Bây giờ mình tích bỏ cho array nên mình chọn array. Array mình xoay viên gạch, xoay nhá. Các bạn nhớ biết là mình xoay, mình rotate. Mình xoay viên gạch này xung quanh trọng tâm. À, xoay quanh thì tất nhiên là phải xoay cái trục Z rồi đó. Ồ, không phải, tầm một nó nhầm với mẹ rồi. Thôi, xoay
Xoay thì quên, mình quên, mình chưa tích vào trọng tâm, tại vì mình bây giờ mình vẫn đang xoay, gọi là xoay vẫn trên đối tượng đấy, đúng không? Mình tích vào trọng tâm là mình nhấn gọi thuốc chọn array. Ok, reset preview copy đúng không? Copy cũng không phải đâu, xoay đây là mình, đây là mình là xoay, quên với tích nhầm đó, bạn nhìn chưa? Đó, khi ở đây các bạn mở ở đây làm sao những viên gạch này, ví dụ những viên gạch nó không có cách nhau đầu, ví dụ như những cái này thì khoảng cách này, khoảng cách này, khoảng cách này thì đều, những khoảng cách này chưa chắc đều. Để làm sao nó đều thì các bạn nhấn vào đây, khi các bạn xoay theo trục Z hay bất kỳ một trục gì các bạn nhấn 360 độ cho mình. Ok, mà mình tăng ở đâu 360 hay 180 nhỉ, 180 chuột xoay quanh ở đây, nhấn vào đây 360 ở đây cơ đó đúng không, và mục rotate ở đây, cái mục thúc ở đây thì bạn nhấn 360 bên này, thì mình tăng cái chỗ xác mình này lên thì nó biết được khoảng cách những các viên này đó. Ok, lên đối tượng 2D chọn nó là 3 4 hàng đi, 5 hàng cho lịch sự, sang trục Z tăng lên đó, trục Z mình cho lên trên G vâng. Ok, bây giờ mình quay về mặt F đó. Thì các bạn chọn như này cho mình, sau các bạn chọn công cụ xoay cho mình nhé, rotate đi, xong rồi mình xoay này đấy, thì viên nè gạch nó so le nhau. Còn về các bạn làm kỹ lưỡng hơn thì nó đẹp thì không biết, nhưng đối với cái trong cái bài kiểm tra, cái bài tập của tôi đây, cái bài tập ở đây thực ra nó là bài tập ở trung tâm QNC, mình học ở đây xong một khóa thì mình thấy nó dễ quên thì mình làm lại những video cho dễ nhớ thôi. Đây như viên gạch nó làm ngang thì bây giờ mình không sẽ không rotate theo chiều dọc nữa, mình sau khi mình di chuyển trọng tâm thì mình di chuyển theo chiều ngang đó, kiểu như di chuyển theo chiều ngang như này đấy. Reset đây thì mình ở đây mình nhấn trọng tâm đúng không, mình reset đã, nên mình reset đã, xong mình chọn di chuyển rotate, xong mình chọn di chuyển theo hướng ngang này thì nó sau nó sẽ rotate thành một rotate, thì nó sẽ xoay sau xung quanh này, nó sẽ tạo ra một cái hàng gạch tròn đúng không, cái kia là nó hàng gạch của nó làm dọc, đây sẽ là làm ngang. Ok thôi, bài hôm nay thì mình giới thiệu đến đây thôi, còn các bạn về làm theo bài tập nhé. Buổi sau mình làm video buổi sau thì mình sẽ làm cách để gọi là mình sẽ làm thao tác để làm mấy cái bài tập này cho các bạn xem và về nhà rút kinh nghiệm nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem, chào tạm biệt.